nghe đây này, hôm qua là mấy người nó là mấy ông của Hà Nội tên là Body Training xong viện đó, nghe chưa? Rồi đó. Ờ. Không phải Ờ, có không thể chị nhá. đúng không, là ông đó Về về rồi à? chưa, ý là training bài bữa xong lại viện chứ không phải ông đây hiểu không? Đó, ông đó là Là hai cái ông đeo, một ông đeo mời hả? một ông tên viện là còn ông đi. Thế của mình đúng rồi về thế hả? Ờ. Mình cứ tưởng là mấy ông ở ông đây mắn chứ. Thế đây là mình đi tắt. Vào chương trình xong rồi thôi. Hôm qua lúc ngồi ăn nói chuyện gì à? Thì bữa anh chọn không có nói chuyện mua mà biết. Em bảo đừng có vợ rồi. Tôi đã gọi là Chưa. chưa lấy vợ. Ờ. Tôi đã bảo chưa vợ. Thế sao người gái chưa lấy vợ? Chưa. Thì đấy. Ông nó không lấy vợ, ông lấy chồng rồi đâu. Nhìn giống ái lắm à? Ai biết em còn được thấy mặt không? Mắt em không thấy mồ. Ngồi ăn đi mình được. Nhưng mà em không nhìn mặt thẳng, nhưng tự nhiên lại quay sang nhìn mặt thẳng rồi. Mày nhìn trộm chứ. Không, em lại không nhìn, chúng em không biết. Em còn chưa thấy mặt là kiểu ngang dọc ra luôn mà. Trời, ngồi à, ăn đi thế. Em chỉ mới nhìn qua cái dáng người kiểu đi đi đó thôi, chứ em chưa nhìn mặt luôn, chưa nhìn vô mặt luôn đó. Không biết là mặt gầy hay mặt béo hay mặt tua hay mặt nhũ hay răng, chưa nhìn chứ có. Thề luôn. Cả cái ông kia em cũng chưa chưa nhìn mặt luôn, chưa nhìn một thấy một cái gì cái. Ừ, thì biết là ông một biết ông về còn không biết là mặt người ta răng răng hình dạng ra mô, không biết là vuông hay tròn hay là méo hay là răng cả hết. Bây giờ chị thấy không dè mặt thẳng mặt lên không thấy không không thấy tự nhìn quay sang nhìn thẳng mặt người ta ngại lắm, người ta có nhìn cũng nhìn cho người ta biết mình thẳng mặt người ta kiểu lỡ mai lúc đó người ta tự nhiên vô tình nó thấy nhìn xong cái là cứ phải là ngồi ngắm xem, nói chung là phải ngồi gần gần lại thì em thấy ngồi gần nhưng mà phải để em chứ ngồi xa chịu chết nhá. cái hôm ngồi gần em ăn gì Nhưng mà em không nhìn mặt, là em muốn ngước mặt ra nhiều đúng không? chưa bảo là ngồi xa đâu, ngồi cùng bạn Nhưng mà tự nhiên quay lên nhìn mặt người ta. Không xong rồi mấy bà thì bảo là ha, tức là kiểu chưa quên là ông lúc ông nó quên là ông nó nhiều ổ đi nên ông ngồi ông nó hát rồi chứ nào. Anh ra. Ở đó thì gặp chị em mình ông cứ lịch kiểu không quên á. À, thì chuyển giao công nghệ xong rồi đấy rồi. Mình cứ tưởng đội Hà Nội trên đây là đội mô thế. Hóa Thế ra nào cũng có gì rồi. đội như ông như ở Hà Tây này. Hà Nội như là chỗ Hà Tây đi. Không phải Hà Nội dưới đây. Thế mai ngồi mấy bà tây bà tây núi chùa mình biết chứ không mình chịu chết. À, chả biết được mua một lần. Nhờ. Không biết độ đi đi ăn ở công ty mà lần mua chưa nhỉ? Em chả thấy mặt ai rồi. Không, không cần phải đeo kính, đi đường vẫn nhìn thấy xe được đó, không cần phải. Có cần nhìn mặt người ta mau mà phải cứ cần đeo kính. Mưa mưa xong ra gặp cái
cứ chào anh chú bác rồi. Tưởng anh chua giấm chi chứ. Thề luôn, ăn muộn ở nhà á, 10 giờ là, mai á, mà chủ nhật á, tầm 10 giờ là ăn cơm rồi. Xong chiều 6 giờ là ăn cơm rồi. Ở đây kiểu là không quên được cái giỏ đi ăn cơm. 10 giờ phải ăn cơm rồi. Ở nhà không làm gì nữa tụi sớm rồi. Ờ. Trước xong chỉ muốn ăn tạt đi để điểm ghét ăn muộn. Chưa trật đi. Mới chủ nhật tuần trước mất điện, sau này chủ nhật tuần đi rồi. Chủ nhật tuần trước mất điện đó. Từ gì đang mất luôn kia rồi à? Mất gì? Mất điện này. Chủ nhật tuần trước mất điện, không biết tuần đi không, chưa thấy thông báo. Cứ chủ nhật bán đèo không mất điện nữa. Lúc mà chết. À, có khi là mình sẽ lấy lương trước khi nghỉ ba âm, nghỉ giỗ tổ Hùng Vương. Em đang tính ngày nghỉ giỗ tổ Hùng Vương anh ạ. Giỗ tổ là ngày mấy? Ngày 18 dương. Mà tầm thì công ty mình sẽ hết, sẽ tầm 15 thì không có 15 thì sẽ 17 18 mà phải trước khi nghỉ tổ, nghỉ mùng 10 tháng 3 chứ. Mùng 10 tháng 3 mình cứ nghỉ không? Có, ngày dù ai đi ngược về